coi hé lộ cơ ngơi bạc tỷ với Hà Thanh Xuân sau gần một năm về chung nhà. Đây là cơ ngơi mới được nam doanh nhân đưa vào hoạt động. Mới đây trên trang cá nhân, doanh nhân Thắng Ngô gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh về cơ ngơi mới. Có thể thấy ông xã Hà Thanh Xuân đã thiết kế cổng nhà với những chú cá coi đang tạo dáng bơi lội trên không trung. Theo chia sẻ từ vua cá coi, đây là trang trại mới đi vào hoạt động vào năm 2022, như lời hứa anh dành tặng cho vợ ca sĩ. Thắng Ngô là cái tên nổi tiếng trong giới chơi cá coi ở Việt Nam. Nam doanh nhân từng xuất hiện và chia sẻ với niềm đam mê này trong chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Vì thế người hâm mộ gọi anh là vua cá coi. Trên YouTube, ông xã Hà Thanh Xuân chia sẻ nhiều về trang trại, các chủng loại cá quý hiếm, đa dạng với mức giá dao động từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Những khi có thời gian rảnh rỗi, anh thường dẫn vợ đến thăm những trang trại cá coi nổi tiếng trên thế giới. Không chỉ cá coi, nam doanh nhân còn thích rùa, anh đăng tải nhiều clip cho rùa ăn chuối trong những giây phút thảnh thơi thư giãn của mình. Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô kết hôn vào tháng 5 2022, khoảng cách 13 tuổi giữa cả hai từng là chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Tuy nhiên, cặp đôi đã dùng thời gian để chứng minh cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Trong khi vợ hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại, Thắng Ngô cũng tất bật với những dự án cá nhân. Tuy nhiên, anh đã thu xếp thời gian qua Mỹ để thăm bà xã, đưa vợ đi du lịch, mua sắm, chăm sóc nhà vườn. Trong mỗi clip đăng tải trên YouTube, nam doanh nhân đều đến chính tài khoản YouTube của Hà Thanh Xuân và rủ rê dân mạng qua nghe cô hát. Trong video mới, doanh nhân 7X trình bày về kinh nghiệm nuôi cá coi. Dù không xuất hiện trong clip, nhưng khán giả vẫn có thể nghe thấy giọng của Hà Thanh Xuân trong vai trò MC dẫn chuyện. Right here.